VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Mang đêm
có gì đâu ngoài những vết thương sâu. Yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau. Gieo bao tương tư nặng ôm những nỗi buồn. Em trao tim em rồi đem bán linh hồn. Singapore bây giờ là gì và vũ đoàn bước nhảy và vừa rồi là màn bắt sấp của ông Baby và bướm mặt trăng. 16 tháng 12 này siêu concert ngoài trời đẳng cấp nhất tháng 12 The Mask Singer Việt Nam 2023 từ nhà sản xuất các chương trình hot nhất Việt Nam rap Việt sống người ấy là ai. Quy tụ hơn 30 ca sĩ được mong chờ nhất, 3 mascot vocal chính mùa 1, khách mời đặc biệt gây chấn động. Live band số 1 Việt Nam trình diễn hơn 30 top hit. Khổng lồ hiệu ứng âm thanh ánh sáng siêu khủng, một đêm duy nhất 16 tháng 12 2023 tại SECC thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại Vshop nhập VN để sở hữu vé sớm nhất và nhận quà tặng đặc biệt từ hôm nay. Mua vé ngay tại Vshop. Trời. Cái gì rớt vậy? Hát rớt bướm. Vũ đàn. Bướm của Vũ đàn. Bướm ơi, muốn mở mặt nạ ra trò chuyện cho nó dễ thở hơn không? Ê, mở nó đi, thì cái ai cũng biết nó rồi. Mở ra người khác. Ừ. Có anh Vũ Công nào đẹp trai mở cho em không? Có. Xin mời biệt đội áo đen vào mở giùm mặt nạ của bướm mặt trăng ạ. 3, 2, 1, xin mời. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Xin chào bướm. Chú bướm sẽ gửi lời chào tới The Mask Singer. Xin chào ban cố vấn, xin chào anh Huy. Hello ông và xin chào mọi người. Cảm ơn bướm mặt trăng một lần nữa thân chinh tới đây để hỗ trợ cho ông Baby nha. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe cảm nhận từ hội đồng cố vấn về bản mashup vừa rồi như thế nào ạ. Xin mời chị Minh Tuyết ạ. Hôm nay ông với bướm hát cái bài này một cái mashup rất là hay, rất là bùng nổ. Và như là lần đầu tiên chị ngồi nghe live chung quân luôn đấy. Chị Tuyết cũng là một cái nguồn cảm hứng của em để em xây dựng cái hình tượng con bướm này đó. Em bước ra là chị biết. Em phải nghiên cứu chị kỹ lắm đó. Tức là em nói mà em muốn đánh lừa ban cố vấn là em là một người khác, một ca sĩ nữ nhưng mà lộ liễu quá, cuối cùng em cũng đi về sớm. Tới vòng này rồi thì mình phải nói như thế này, phải thật sự nghiêm túc nhìn lại về cái tư duy âm nhạc của ông. Bởi vì ông quá lợi hại. Thật ra ông là một cái người có cái hiểu biết về nhạc rất là nhiều, phải nghe nhạc rất là nhiều. Tất cả những bài ông chọn để thi, một là nó có cái tính kể chuyện cao, hai là nó lạ. Cái cách mà ông mix hai cái bài này lại với nhau cũng thông minh nữa. Rồi chọn cái người bạn diễn là như bướm
thì cũng dễ thương, tại vì ong với bướm thì đi một cặp côn trùng. Một cái điều mà Thành thật sự đánh giá rất là cao ở ông đó là cách ông xử lý một bài hát. Không phải là tư duy của một ca sĩ nữa, đây là tư duy của một producer âm nhạc. Chúc mừng ông. Em cảm ơn anh Khánh Thành ạ. Còn Bích Phương thì sao ạ? Riêng với cá nhân em thì em nghĩ sự lựa chọn của ông là những cái sự lựa chọn mà em cảm thấy mới mẻ và thú vị nhất. Với cái lựa chọn lần này của ông, em cũng cảm thấy là ông rất là sáng tạo. Cũng phải gửi lời cảm ơn tới Bướm ngày hôm nay đã có một cái phần hỗ trợ rất là tuyệt vời. Và hai người có vocal cũng phù hợp với nhau. Chúc mừng hai người ngày hôm nay, phần trình diễn rất hay ạ. Em cảm ơn chị yêu. I love you. Và xin mời cố vấn Tóc Tiên. Đối với riêng chị thì chị nghĩ là cái điểm mạnh lớn nhất của ông Baby ở đây đó là cái sự linh hoạt và đa dạng trong cách xử lý bài hát của em. Tức là sẽ có những người chỉ chuyên về hát ballad, chuyên hát pop, chuyên hát R&B, chuyên hát dance. Nhưng mà hình như chị cảm thấy chưa có một dòng nhạc nào có thể làm khó ông được luôn á. Và chị cảm tưởng ví dụ như có một bài jazz hay là soul hoặc thậm chí là rock, ông vẫn có thể làm tốt được luôn. Cộng thêm cái tư duy producer giống như là anh Thành nói vậy. Ông là người có rất nhiều màu nhạc trong cái bản năng của bạn ấy, bên cạnh cái giọng hát đẹp nữa. Cho nên đó là cái điều mà chị tin rằng là em sẽ là một người nghệ sĩ rất là sáng giá trong tương lai, bên cạnh những cái thành quả mà em đã đạt được trong những năm qua. Và tham dự The Masked Singer mùa 2 chính là lựa chọn sáng suốt nhất trong sự nghiệp của em. Chúc mừng em. Em cảm ơn mọi người. Thì The Masked Singer là cái nơi đầu tiên mà cho em thấy được rằng là mình có thể làm được hơn những gì mà mình có thể tưởng tượng được. Và em đã vượt qua được rất là nhiều cái giới hạn mới của bản thân mình. Và cũng chưa ở đâu mà đối xử với em tốt như là The Masked Singer. Lần đầu tiên chị gặp ông và đây cũng là cái lời khuyên đầu tiên chị dành cho ông. Sau cái cuộc thi này, em hãy mạnh dạn hơn, tiến thẳng lên phía trước và đạt đến cái đỉnh vinh quang của mình mong muốn. Hồi nãy ông có chia sẻ là cái điều mà tuyệt vời nhất ở The Masked Singer đó là chưa có một chương trình nào mà dễ thương như thế, hay là một chương trình gọi là yêu thương các mascot như vậy. Thì đó cũng là một cái lý do mà Bướm quay trở lại đây để hỗ trợ cho ông. Tại vì là thật sự rất là nhớ The Masked Singer, rất là mong được làm việc với mọi người thêm một lần nữa. Mà cảm thấy rất là vui gặp lại ông ở concert nhé. Và sẽ xong show lại viết thêm vài bài cho anh nhé. Dạ vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại cặp đôi ông Bướm trong đêm concert chúng ta rồi. Nãy giờ Huy thấy có một cái nhân vật vỗ tay phía dưới, quý cô Linh Linh à. Ủng hộ nhiệt tình, có lời gì để chia sẻ không? Chị ông với anh Bướm hát hay 10 điểm, không có nhân luôn á. Tiết mục này mà xuất hiện trong cái đêm All Star Concert là xuất sắc luôn á anh Huy. Em muốn là... Được rồi, cứu bồ quên nhiệm vụ rồi đúng không? Đó chính là hãy nhanh tay đăng ký thẻ VIP. Đó, được tặng ngay một cặp vé The Masked Singer All Star Concert luôn. Wow. Đó. Cảm ơn quý cô Linh Linh à. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn anh chị cố vấn à. Rồi, xin mời bị đội áo đen à. Cho một cái tên.